Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với channel YouTube Tô Màu Bức Tranh của mình. Và bức tranh ngày hôm nay mà chúng ta sẽ tô màu là về nhân vật Amorus đang đeo tai nghe nhạc chăng. Và hãy theo dõi video cùng xem quá trình mình tô màu cho nhân vật này. Và nhân vật Amorus này thì mình sẽ sử dụng màu xanh là cây này nhá. Một ít vào đâu chứ.
Và tranh về nhân vật Among Us đang đeo tai nghe nhạc này đã được mình hoàn thành rồi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video. Tôi mời cho nhân vật này của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên YouTube của mình.